Xin kính chào quý vị và các bạn cũng như thầy Dương Thu Hiếu. Thì hôm nay em làm video này để giới thiệu sơ qua một chút về bản thân mình. Thì em xin tự giới thiệu, em là Thanh Phạm, em đến từ Nghệ An, quê hương bạn. Thì hiện nay em đã 35 tuổi và em vào Sài Gòn học tập và làm việc thì từ 2003 đến nay cũng là 15 năm rồi. Thì trước đây em vào học ngành thiết kế đồ họa, cho nên là em biết về thầy Dương Thu Hiếu cũng rất là lâu rồi, từ đâu những năm 2004-2005. Là lúc đó em học ngành thiết kế đồ họa, cho nên thường hay lên đường Tôn Thất Tùng của quận Nhất để mua các cái giáo trình, các phần mềm giáo trình, tư liệu về để học thiết kế Photoshop, album ảnh cưới cũng như là về dựng phim. Thì lúc đó là lên đó mua rất là nhiều cái đĩa giáo trình, tư liệu của thầy Dương Thu Hiếu, ở đó họ bán rất là nhiều. Và thường hay lên cái trang web duongthuhieu.com của thầy để theo dõi thêm những cái kiến thức chia sẻ của thầy ở trên đó. Nhưng mà thì em có lên cái trang web của thầy và thấy thầy thông báo là đã đi định cư ở Mỹ, và lúc đó em cứ nghĩ là thầy đi định cư rồi, cho nên là sẽ không có chia sẻ về các kiến thức Photoshop hay gì, ảnh cưới gì nữa. Hay là từ đó em không có vào trang web của thầy để theo dõi nữa, nên là có thể nói là chắc là chưa có duyên với thầy. Nên nếu em mà theo dõi cái trang web của thầy thường xuyên thì có lẽ đã biết được cái việc kiếm tiền YouTube học theo thầy nhiều năm về trước, thì có thể nay cũng đã có một chút thành công gì đó rồi, tại vì trước đây nó còn dễ. Trước đây đi học đó thì có định hướng là sau này sẽ làm về bên thiết kế quảng cáo, album ảnh cưới hay là dựng phim gì đó, nên cũng rất là hay tìm tòi những cái tư liệu. Và đến nay tuy mười mấy năm nhưng mà các cái đĩa CD tư liệu đó ngày xưa của thầy Hiếu thì hiện nay vẫn có cả rất là nhiều, cả mấy chục cái đĩa CD thì em đang cất ở trong tủ cả, như cất ở trong túi để trong tủ cả thôi chứ không đưa ra xài. Tại vì giờ lúc ra trường thì em lại đi theo một con đường khác, cho nên là đã không có theo đuổi cái nghề bên đồ họa nữa. Em biết về YouTube cũng như kinh doanh online thì cũng khoảng từ 2008. Lúc đó thì em đang làm, em đi làm theo cái hướng là bên thiết kế nội thất, đồ gỗ nội thất. Nhưng mà một mặt đó thì em vẫn đi làm sale ở trên mạng để kiếm tiền trên mạng cho một số công ty ở trên Sài Gòn. Và dần dần thì người ta chỉ cho nữa thì mình cũng quen dần đi. Và bắt đầu mình lại chuyển hướng sang để học quản trị kinh doanh. Thì sau này thì lại đi theo cái đường quản trị kinh doanh. Nhưng mà rồi đến lúc làm vừa làm kinh doanh và làm thiết kế trên cho bên công ty hồ bơi ở trên Sài Gòn, thì cuối cùng được một năm thì em về và mở làm riêng ở ngoài. Thì công việc chính của em từ lúc đó đến giờ thì là làm về bên tưới tự động cảnh quan sân vườn cũng như phun nước nghệ thuật, nhặt nước các thứ. Thì đây là những cái thiết bị em giới thiệu qua một chút về công việc của mình luôn. Thì đây là những cái thiết bị tưới đó. Thiết bị tưới mà bên em kinh doanh và thi công. Thì đây là những thiết bị tưới cảnh quan mà chúng ta đi dọc cái đường phố Sài Gòn hay công viên thì chúng ta thấy nó tưới á. Thế nào tưới nó đấy, nó tưới hơn. Cái thiết bị tưới cảnh quan sân vườn, sân golf, sân vận động các bạn. Các cái thiết bị này được nhập từ Mỹ về hết các bạn. Ngoài ra nữa thì có làm về phun nước nghệ thuật, sàn nước, nhặt nước. Và như chúng ta đi các công viên như hoặc là trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thì chúng ta thấy có cái sàn nước ở giữa, thì bên mình có làm được cái dịch vụ như vậy, thi công các cái dịch vụ phun nước nghệ thuật, màn nước, nhạc nước, đèn led âm nước chiếu sáng, đổi màu các thứ.
triển thêm một cái sản phẩm nữa, đó là máy nước nóng năng lượng mặt trời và điện năng lượng mặt trời. Thương hiệu của bên mình luôn, đó là thương hiệu Family Solar và thương hiệu Nova Sun. Thì hiện nay mình đang bắt tay vào phát triển cái hướng này vì nhu cầu của người dân nó cao hơn so với những cái thiết bị về nghệ thuật này rồi. Thì nếu như bạn nào mà có xây dựng nhà hay là sân vườn hay làm cho các công ty mà có nhu cầu về phun nước nghệ thuật hay là tưới cảnh quan, hoặc là làm nhà mà có muốn lắp cái máy lọc nước năng lượng mặt trời các bạn, thì hãy liên hệ với mình ha. Liên hệ với mình ở công ty phun nước Phong Việt thì mình sẽ tư vấn thiết kế cũng như là làm mọi thứ cho bạn. Thì mình biết về YouTube thì cũng từ hồi năm 2009-2010. Lúc đó thì mình thường mình cũng biết là kiếm được tiền nhưng mà nó rất là ít, cho nên mình không quan tâm lắm. Mình chủ yếu là đi làm thi công. Ngày xưa là mình đi thi công chuyên về phun sương, làm mát cho các quán cà phê. Thì cứ làm xong công trình nào là mình quay lại hết, cũng như phun nước nghệ thuật và tưới thì mình quay lại hết để mình làm những cái kênh riêng, kênh về tưới tự động, kênh phun nước nghệ thuật, rồi kênh phun sương làm mát của mình, rất là nhiều kênh. Thì những kênh đó mình cứ úp lên về, mình cứ úp lên và cứ bật được kiếm tiền ngay. Nhưng mà thời gian mấy năm thì mình kiểm tra thì nó chỉ được khoảng 5 đô 8 thôi. Cho nên là mình nghĩ là kiếm tiền với chút thì khó nhưng mà nó rất là ít, cho nên mình cũng không quan tâm. Cho đến 2016 thì mình bắt đầu tìm hiểu thì thấy là cái việc kiếm tiền YouTube rồi đang phát triển rất là mạnh ở Việt Nam. Và lúc đó mình đã mua một vài khóa học để mình làm YouTube như tiếp thị liên kết đó. Và mình lại thích mua hàng qua mạng, mình mua hàng qua mạng ở các công ty siêu thị điện máy, mình mua qua mạng hết và được giảm giá, như siêu thị Nguyễn Kim hay là FPT các thứ mình đều mua qua mạng hết, đăng ký đặt hàng qua mạng, người ta giao hàng tới. Và mình lại vừa có tiền hoa hồng nữa các bạn. Thì những cái kênh đó là đã kiếm được tiền, 5-6 kênh đã kiếm được bật kiếm tiền cả, rất là nhiều view. Nhưng mà đến 2016 thì do là mình chưa biết cách làm, mình đã đăng nhập rất là nhiều kênh. Mỗi kênh là mình, mỗi Gmail là mình lập mấy kênh phụ luôn, vừa kênh chính vừa kênh phụ, mình bật kiếm tiền hết. Và do là trình duyệt công lúc đó mình đã đăng nhập rất là lung tung luôn. Mình đăng nhập kênh này xong mình lại đăng nhập kênh khác, đăng nhập mail khác vào. Thế là đến khoảng đầu tháng 7, tháng 8, 2016 là tất cả các kênh kiếm tiền là đồng loạt ra đi hết. Và mình sáng kháng cáo lại được một kênh, đó là kênh phun nước nghệ thuật. Và kênh đó vẫn cứ kiếm tiền đến 2017. Và nó đủ được 11 đô thì bắt đầu mình lấy được cái mở pin của tài khoản GA. Xong là được một thời gian thì tự nhiên cái kênh đó cũng ra đi luôn. Và làm thêm một vài kênh về sức khỏe hay là xe các thứ thì cũng bật được kiếm tiền rồi, nhưng mà được thời gian là nó cũng chết kênh cả, kháng cáo không có được. Hay là từ đó mình mới vào tham gia khóa VIP của thầy Hiếu, thì bắt đầu mình lại làm lập rất là nhiều Gmail, mình lập và mình để đó, và mình làm, bắt đầu mình chỉ làm vlog thôi. Và làm vlog thì lúc đó cũng đủ điều kiện bật kiếm tiền rồi, tại vì cuối 2017 là đủ điều kiện là hình như 10.000 view hay sao là bật đủ điều kiện rồi. Nhưng mà đang chờ người ta xét duyệt, chờ mãi thì đến 2018 này thì nó lại ra cái chính sách mới là 4.000 giờ đó, cho nên là vẫn chưa bật kiếm tiền. Và hiện nay thì cái kênh vlog Thanh Phong Việt của mình thì nó đã được hơn 1.200 sub và số giờ thì được 2.900 giờ đó, thì cũng mất 1.100 nữa. Như vậy là chưa được đủ điều kiện. Hiện tại thì mình đang sống ở Bình Dương, chỗ khu nghiệp Phong Thần. Nhưng mà mình đi làm thì chủ yếu làm Sài Gòn là chính,
và đi làm ở các tỉnh. Thì các tỉnh mà khách hàng có nhu cầu thi công ở tỉnh nào thì mình sẽ đi thi công ở đó thôi. Còn hàng hóa thì khách hàng trong cả nước thì cứ mua hàng của mình ra xe hoặc ra bưu điện mình gửi hàng đi cho họ. Đó, nên là hiện nay mình có tham gia mấy cái lúc của thầy rồi, nhưng mà hiện nay thầy muốn được thầy cũng như các bạn chia sẻ thêm những cái định hướng mới của cái nghề làm MMO này vào 2018. Thì mình chưa được thành công về cái việc kiếm tiền trên YouTube, nhưng mình cũng đã có một chút thành quả về kiếm tiền online qua mạng từ 7-8 năm năm nay rồi. Thì mình vẫn kiếm tiền qua mạng bình thường, qua việc bán hàng. Nhưng mà về kiếm tiền về YouTube thì mình chưa được, mình chưa có kiếm được đồng nào cả. Cho nên là mình hôm nay chia sẻ một chút về cái nghề của mình cũng như bản thân mình, để mong thầy Dương Công Hiếu cũng như các bạn trong nhóm có thể hiểu hơn, cũng như có thể giúp đỡ định hướng cho em có một cái đường đi nó đúng đắn hơn, để cho cái kênh của em nó phát triển hơn nữa, hoặc là tư vấn cho em có thể làm theo cái hướng nào đó cho nó tốt, phù hợp với cái năng lực của mình, để em có thể có được cái tự do tài chính cũng như công việc được tốt đẹp hơn, để có thời gian dành hơn nữa trong tương lai. Thì cảm ơn thầy Dương Công Hiếu cũng như các bạn trong group đã lắng nghe những chia sẻ của em trong video này, và rất mong được các bạn giúp đỡ và chúng ta cùng đồng hành để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn trên nghề MMO này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn.